Đàn Hoàng Chiến Đế tập thứ 418 Cùng với tiếng gáy to mắt lạnh trói tai Một cỗ liệt diễm tuồn trào ra Lao nhanh khắp bầu trời Rọi khắp nơi trong thiên địa Hóa thành chủ tước che trời Quan sát địa ngục ngóng nhìn phòng đô quỷ thành Ngày sau đó lòng ngầm mắt lạnh Rống động sinh tử lưỡng trọng thiên Một đầu cự long chở tấm bìa To bảy màu phá tan sinh tử lưỡng giới Xông vào u minh địa ngục Cường quang như thủy triều hừng hực mà bá đạo Từng đạo quang ảnh hoành hành hắc ám Tung hoành xen lẫn thành bóng cây thông thiên Thần bí sáng trói lại thần uy vô biên Mà hống rung trời vỡ vụn thiên địa Một tôn cự ma hùng vĩ bao quanh vòng xoáy thôn thiên nạp địa Khủng bố cao điệu dáng lâm Không cần cẩn thận nghiên cứu Thần phận đám thần ma phía sau Chẳng qua là liệt diễm che trời ở phía trước Cũng đủ để chiều cáo thần phận của bọn hắn Thường huyền đại lục vạn thế thần chiều chủ nhân phòng đồ như là quỷ quốc hóa thân ngàn dặm quan sát một nhóm khường nghị giữa không trung cánh cửa địa ngục địa ngục chi môn tòa địa ngục chi môn biến mất kia vậy mà trên tay bọn họ kế sách hay háo đàm phách có thể nghĩ đến đây người ngờ tới bước này ư thiệu thành duẫn đi ra đại điện nhìn về từng đoàn từng đoàn liệt dương ở nơi xa cuối cùng hoang dã hết thầy chín đại thần linh đều không phải người lương thiện mà không cần hoài nghi phía sau khẳng định càng có nhiều hơn. Dù phong đô quả thật có nội tình đáng sợ, nhưng đối đầu với những người kia thật đúng là không có nắm chắc việc đất thắng. Bây giờ vạn thế thần triều thực sự đã quá mạnh. Nếu như không phải, không có đế quân vấn đề khác không thể nghi ngờ là áp đảo bất kỳ một đại lục nào. Hiệu Thành duẫn ngóng nhìn thầm không. Nếu như người cần ta có thể thay người hủy tòa cánh cửa địa ngục kia. Phong đô quỷ hoàng lại nói người làm không được ta được luân hồi đại táng tương đương với nửa chủ nhân cứu u Bọn hắn còn có thứ mười tôn thần đang canh giữ cánh cửa địa ngục người chẳng lẽ không chú ý sao người lại biết <laughs> hiểu thành duẫn quả thật có thể phát giác được mãnh liệt ý thức trùng kích mang cho nàng còn mạnh hơn so với khương nghị ở nơi đó nơi đó có luân hồi hộ giải của lục đạo bất tử bất diệt cái gì là bất tử bất diệt Phong đô quỷ hoàng nhìn đám người khường nghị lưu ý thôn thiên mà hoàng nhưng không có nhiều lời. Thường huyền chủ động xuất kích để hắn rất bất ngờ. Nhưng trần chính thấy được chỗ phi phạm của nam tử vì chiến tranh kia. Vậy mà trực tiếp ngăn ở trước. Phong đô. Dùng cái này ngăn cản phong đô trừng trị cồn lôn quỷ giới. Nếu như bọn hắn muốn phản kích phần thiên thần hoàng hắn là sẽ dùng chiến thuật rút lui. Thằng đến xa xa kéo dài khoảng cách để bọn hắn rời xa phong đô quỷ thành. Có mà mượn dùng lực lượng cực đoan dưới đáy phòng đồ, sau đó lại khởi xướng đối kháng. Nếu như bọn hắn thủ vững không ra chờ đợi viện quân, nhưng U-đô sẽ đến không, quỷ hoàng khác lại nguyện ý vạn dặm xa xôi đến sao? Huống chi, chờ tin tức trần chính truyền đến nơi đó, chỉ sợ cần sau một tháng. Đợi thêm làm ra phản kích, vạn thế nơi đó chỉ sợ sẽ có càng nhiều cường giả giáng lâm. Không sai, rất không tệ. Chiến thuật này coi như không tệ. Ta đã nói rồi, người đánh giá thấp hắn. Mày liễu Thiệu thành duẫn có chút nhíu lên Thật sự chịu đủ cái bọn lão già này tự cho là đúng Nhưng càng chịu đủ khương nghị dần dần bày ra ưu thế áp đảo Nếu quả thật có thể làm đến cục diện Vạn thế ổn định u minh địa ngục Hậu quả sẽ nghiêm trọng giống như thường huyền bình định Phong đô quỷ hoàng vẫn không có để ý tới thiệu thành duẫn cường thế cùng bất kính Mà yên lặng chờ đợi bước cử động kế tiếp của phần thiên thần hoàng cường nghị vẫn duy trì một khoảng cách cẩn thận cảm giác phong đồ vậy mà đã nhận ra ý thức rung chuyển quen thuộc mặc dù bị năng lượng phong đồ quấy nhiễu trong ý thức không có hình thành hình ảnh nhưng loại cảm giác này đối với khương nghị mà nói không thể quen thuộc hơn là cảm ứng đại táng nàng ở bên trong cường nghị khẽ nói với thiên hậu bên cạnh quả nhiên à không chết thiên hậu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng có thể tới nơi này còn có thể được thù lưu Nói rõ thật lâu trước đó Đã đạt thành hiệp nghị bí mật nào đó cùng phong đô Cơ nghị đáng tiếc Nhưng đây cũng rất hợp tình hợp lý Nàng lưng tựa phong đô còn giết thế nào Tần vị ương trải qua sự kiện tiền triều hận ý Đối với thiệu thành duẫn thậm chí vượt qua thiên hậu Bởi vì nàng không có đại độ được như thiên hậu Thực sự không tiếp thụ được chuyện thiệu thành duẫn đã làm Điều giữ vững khắc chế Ai cũng không nên khinh cử vọng động Mục đích chủ yếu của chúng ta là áp chế toàn thân khương nghị cuồn cuộn liệt diễm hóa thân thành chu tước yếu thể đầu hai cánh song trào toàn bộ hư hóa những bộ vị khác trên thân thể cũng lan tràn vằn đen dày đặc nhìn như vết nứt kỳ thực giống như từng đáy vực sâu không thấy đáy uy thế kinh khủng vặn vẹo năng lượng thiền địa cường quang hừng hực rọi khắp nơi ở phong đô thiền hậu thôn thiền ma hoàng hồng hoang thiên long mấy người lần lượt tàn ra toàn bộ kích phát sát uy rằng có phong đô quỷ thành chiến thuật tính vây quanh Chúng ta không tiến công Cũng công không vào Nhưng các người đừng nghĩ đi ra Cùng lúc đó Tù La đạt được mật lệnh của Khương Nghị Lập tức thống ngự trong vạn ác quỷ Đuổi giết xâm la quỷ giới Chủ nhân huyết hà, chủ nhân hoàng tuyền Chủ nhân luyện ngục lần lượt xuất động Đuổi giết u đô quỷ giới Về phần âm ngục quỷ giới Cùng vạn ác quỷ giới thì lần lượt đạt được Tù La cảnh huấn tin tức Lựa chọn phòng bế lấy từ thái trung lập Đáp lại cục diện trước mắt cứ như vậy, tin tức vạn thế giáng lâm tù là xuất kích quân giã lan tràn ra mấy trăm vạn dặm sơn hà u minh địa ngục. Làm kinh động quỷ chủ cùng quỷ tộc các nơi, cũng kích thích đế tộc cường giả mật thiết giám sát nơi này. Nhưng xâm la quỷ giới bị lấp, u đồ bị lấp, âm ngục cùng vạn ác hai đại quỷ giới trầm mặc. Đề vốn hàn nền bạo động u minh địa ngục nhiều hơn mấy phần ý vị khí tức sâu xa. Sau khi tất cả đế tộc nhận được tin tức, lập tức phái người mật thiết chú ý phòng đồ quỷ thành, Hoàn Thiên Thần Hoàng khiêu khích như vậy, Phong Đô Quỷ Hoàng cao ngạo tất sẽ khởi sướng phản kích. Trò hay đã bắt đầu. Một ngày, hai ngày, mười ngày rồi hai mươi ngày. Trong hoàng dã bên ngoài Phong Đô Quỷ Thành mấy vạn dặm, mặc dù không ngừng tụ tập số lượng lớn quỷ chủ, nhưng từ đầu đến cuối không có bóng dáng quỷ hoàng xuất hiện. Chuyện này khiến Thiệu Thành Duẫn dần dần trở nên thất vọng, càng làm cho quỷ chủ bên trong Phong Đô càng xao động, ngược lại là phong đô quỷ hoàng tồn quý cao ngạo lại duy trì trầm mặc xưa này chưa từng thấy trong lúc này triệu thế hùng ngụ thiên khải du cảnh chiến hồng hoang tổ kỳ lân và các thánh hoàng lần lượt thông qua cánh cửa địa ngục đến bên ngoài phong đô thành tiếp tục uy hiếp phong đô quỷ thành bọn người khương nghị dần dần có lòng tin nhưng vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ tiếp tục chờ đợi càng nhiều cường giả hình thành áp bách có thể không khai chiến tận lực không cần khai chiến dù sao phong đô quý hoàng cũng đại biểu cho trật tự tử vong Tại trong địa ngục này thật sự là vô hạn tới gần đế quân Tuy nhiên khi đồng hoàng lăng tuyệt khôi phục lại đỉnh phong Thông qua cánh cửa địa ngục lúc đến nơi này Lại mang theo nạp lan thanh cảnh cùng một vị khách Ta là một tiểu ma vật không liên quan nặng nhẹ trên huyết ma đại lục phục mệnh đế quân Đến đây tiếp vạn thế thần chiêu Ta biết tuyên ngôn của thương huyền đại lục các ngươi Bất kỳ thành viên đế tộc nào bước vào thương huyền sẽ coi là mạo phạm nhưng ta chỉ là tiểu ma đại lục không thuộc về đế tộc Lần này ta đến là tặng cho các người một tình báo quan trọng Một tiểu ma gầy gò già nua ướn ngực đứng ở trước mặt Khương Nghị Đầu tiên Khương Nghị nhìn Đông Hoàng lăng tuyệt Tình báo Huyệt ma tộc đây là làm muốn làm phản rồi ư Đến để lộ ra bí mật của đế tộc sao Đông Hoàng lăng tuyệt lắc đầu nhún vai biểu thị lão mà không nói gì Hắn chính là hoài nghi trong này có vấn đề lớn cho nên trực tiếp đưa đến trước mặt Khương Nghị Ta từ huyết ma đại lục đến đây vượt qua vĩnh hằng chi hải đăng nhập từ đồng bộ, bắc bộ thường huyền. Vượt qua núi sông rừng rậm rốt cuộc cũng lại tới đây. Đoạn đường này ta đi 55 ngày hơn 1 triệu dặm. Tình thạch cùng xuyên thiên tòa mà đế tộc cho ta chỉ đủ ta đi đến trước mặt các ngươi. Cho nên bọn hắn không có ý định để cho ta còn sống trở về. Ta cũng không có ý định lại về huyết ma đại lục chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Lão mà bày ra một vẻ mặt thấy chết không sờn Nói bóng gió chính là các người tùy tiện giết ta không sợ chết Nhưng các người phải nghe ta nói xong tin tức Nói Cường nghị nháy mắt cho nạp lan thanh cảnh Nạp lan thanh cảnh gật đầu Lão ma này suy yếu lại già nua cảnh giới chỉ là niết bàn cảnh Hãy có thể nhìn trộm đến tâm cảnh Suy đoán ra lời nói thật giả Vị tổn thân của man hoang chiến tộc kia so với các người nghĩ còn nguy hiểm hơn Lão ma hít sâu một ngụm khí lạnh Nói ra lời huyết ma đế tộc để hắn nói Cuộc chiến Côn Lôn năm đó sở dĩ huyết ma hoàng binh giải thoát khỏi không phải e ngại mà đã nhận ra đế uy từ trên thần tôn ma hoàng kia. Cuộc chiến thường huyền lần này lực huyết ma tộc tiến công bên ngoài man hoang cổ thành còn quét qua man hoang cổ địa phát hiện toàn bộ đế huyết đế khí ở trong đó đã bị kéo ra mà huyết ma đế quân cũng đã đích thần tới đông bắc tân hải cũng đã nhận ra đế uy kéo dài từ bên trong man hoang cổ thành cường nghị khẽ nhíu mày ngữ khí nghiêm túc Tiếp tục Vẻ mặt của bọn người thiên hậu cũng trở nên nghiêm trọng Đế uy Tôn quái vật kia sao có thể có đế uy Nạp Lan Thanh Cảnh ý thức được vấn đề nghiêm trọng Tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh định thần dò xét tâm cảnh lão ma Đế quân chúng ta tự mình sưu tập tư liệu liên quan tới man hoang chiến tộc Từ trong tổ từ của tất cả bộ lạc ma tộc tại huyết ma đại lục Chỉnh lý ra lịch sử phát triển trăm vạn năm của man hoang đế tộc Cùng tình huống cận kẽ của vị man hoang đế tổ kia khi đang nói chuyện lão ma đưa cho Khương Nghị một quyển sách bằng da Toàn bộ ở trên đây Khương Nghị cảnh giác nhìn lão ma tiếp nhận sách cổ bắt đầu đọc qua Thiên hậu thôn thiên ma hoàng cũng đều đi đến phía sau Khương Nghị cẩn thận nhìn lại Phía trên có tình huống của tất cả ma hoàng thần cấp Sinh ra trong trăm vạn năm qua Tại màn hoàng chiến tộc cũng có miêu tả liên quan tới màn hoàng đế tổ Cùng giới thiệu về màn hoàng cổ địa Rất nhanh bọn người Khương Nghị đã phát hiện ra vấn đề đó chính là thần hình cùng đặc điểm của man hoang đế tổ Lão ma chờ bọn hắn xem hết rồi mới tiếp tục nói Huyệt ma đế quần đã gặp mặt cùng hắc ma đế quân Suy đoán ra vị ma hoàng thức tỉnh bên trong man hoang cổ thành kia Cũng không phải là lão ma ngủ say mấy vạn năm Mà là thân phận còn phức tạp hơn Có hai phương hướng phỏng đoán Đầu tiên hắn chính là vị man hoang đế tổ kia Chỉ là không biết nguyên nhân gì lại có thể sống đến ngày nay cái thứ hai hắn là yên diệt linh văn man hoang chiến tộc bí mật kết hợp Tạo ra ma hoàng phản tổ Nói cách khác đó là một siêu cấp chiến ma có thể tái hiện thực lực man hoàng đế tổ <cười> <cười> Mặc dù nghe cái thứ hai càng hợp lý Nhưng huyết ma đế quân cùng hắc ma đế quân càng có khuynh hướng cái đầu tiên Cương nghị và thiên hậu cao mày đều nhìn về thôn thiên ma hoàng Thôn thiên ma hoàng lắc đầu mặc dù biết đại khái tình huống của man hoàng chiến tộc nhưng thật đúng là không có tỉ mỉ trì cứu qua như vậy. Cứ nghị nhìn về phía nạp lan thanh cảnh. Nạp lan thanh cảnh cau mày gật đầu lại lắc đầu. Hắn có thể dò xét đến lời nói của lão ma đều là tình hình thực tế, không phải cố ý nói láo. Nhưng lời lão ma nói là lấy được từ huyết ma đế quân. Nếu như huyết ma đế quân nói dối thì sao? Hắn cũng không thể... Trách lão ma phòng đoán suy nghĩ của đế quân được Cơ nghị hỏi Đông Hoàng Lăng Tuyệt Sư phụ ta đâu Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói Đang bế quan chiều sâu muốn trở lại thân cảnh Cơ nghị lắc lắc cái sách con cổ tay nói với lão mà Sách cổ ta giữ lại người có thể đi Ta có thể đi ư ừ. Lão mà không nghĩ tới phấn thiên thần hoàng hung tàn kia lại thà hắn rời khỏi Không được ở lại thường huyền Lăng Tuyệt sắp xếp người trực tiếp đưa hắn đến Đông Hải Tần bộ vừa nghĩ ra hiệu đối với đông hoàng lăng tuyệt đông hoàng lăng tuyệt không đợi lão ma nói tiếp lập tức cuốn lên rời khỏi địa ngục thấy thế nào khương nghị hơi nhíu mày mặc dù một mực hoài nghi thân phận của tôn ma hoàng kia đã từng hiếu kỳ thực lực của hắn sau trận chiến côn luôn nhưng thật không nghĩ tới cái hướng đế tổ cùng phản tổ dù sao nó quá là không thể tưởng tượng nổi thiền hậu nói mục đích của huyết ma đế quần rất rõ ràng có thể nói không che giấu chút nào chính là châm ngòi chúng ta cùng man hoàng chiến tộc nhưng màn hoàng chiến tộc dã tâm bừng bừng từ lúc bắt đầu cũng không phải là minh hữu của chúng ta chỉ là hợp tác về lợi ích một khi bọn hắn trở nên đủ mạnh chắc chắn sẽ hướng về chúng ta mà khiêu chiến nhìn chung trong vạn năm lịch sử hồng hoàng chiến tộc đầy cơ hồ là điều tất nhiên có thể đoán được tình huống thôn thiền ma hoàng cũng khó có được sự nghiêm túc mà nói màn hoàng chiến tộc táo bạo hiếu chiến tính xâm lược cực kỳ cao giết ra man hoang cổ địa thống ngự thường huyền cơ hồ là sứ mệnh chảy xuôi trong huyết mạch nếu thật sự là vị man hoang đế tổ kia khôi phục càng sẽ dốc hết khả năng có thể hoàn thành sứ mệnh chưa xong nếu như là phản tổ sinh ra huyết mạch hoàn mỹ cũng nhất định trình chiến thường huyền hoàn thành nguyện vọng chưa xong của tiên tổ nhờ vào đó chứng minh mình mạnh hơn tiên tổ thái độ của thiên hậu cùng thôn thiên ma hoàng hoàn toàn giống nhau mặc kệ huyết ma đế tộc ở vào mục đích gì nếu quả như man hoang chiến tộc thật sự xuất hiện đế mạch tất nhiên sẽ là một tai họa ngầm cực kỳ nguy hiểm mà mặc kệ là đế tổ khối phục hay là kỳ tích phản tổ đều là huyết mạch song đế kinh khủng là hai năng lượng hư không cùng chôn vùi kết hợp hoàn mỹ nhất định là vô cùng cường đại vẻ mặt của đông hoàng như ảnh cũng nghiêm trọng khó có được mặc dù hư không hư thiền hư vô tịnh xưng là loại không gian mạnh nhất nhưng rõ ràng hư vô càng có tính hủy diệt nếu như sinh ra đế mạch cùng chôn vùi không thể nghi ngờ là phối hợp tuyệt hảo hai tướng điệp ra không chỉ là gấp bội ta muốn tới man hoang cổ địa trước tiên phải xác định thân phận của hắn Cương Nghị cũng không hy vọng tất cả cố gắng kiếp trước kiếp này cuối cùng đều trở thành áo cưới cho người khác. Thiền Hậu nói Không nên đánh rắn động cỏ, ta đi màn hoàng trước lấy thương huyền bình định nói chuyện hợp tác làm lý do tiếp tôn hoàng kia. Đông Hoàng như anh nói nếu như hắn thật sự có được huyết mạch song đế mặc kệ là đế tổ khôi phục hay là phản tổ, thực lực khẳng định tăng lên rất nhanh. Đế huyết cho hắn lúc ấy đủ để trợ giúp hắn ta nhìn trộm bán đế. Mà bây giờ chúng ta lại đang rằng có cùng địa ngục đúng là thời cơ tuyệt hào để hắn ra tay. Nếu như một mình ngày đi qua chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tần vị ương nói, hắn hẳn là còn không dám trực tiếp chờ mặt cùng chúng ta. Nếu quả thật đánh nhau hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu như bị chúng ta tiêu diệt hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng để đề phòng vạn nhất thiên hậu Ngài vẫn đừng có đi qua Cường Nghị nói Mau chóng kết thúc nơi này ta tự mình đi man hoang một chuyến Vòng đồ quỷ hoàng Ngươi còn phải đợi thêm viện quân sao Ta đến nói cho ngươi biết chủ nhân huyết hà Chủ nhân luyện ngục Chủ nhân hoàng tuyền đã ký kết liên minh Địa ngục mới cùng Tu La Xâm la quỷ giới đã bị Tu La bao vây U đô quỷ giới đã bị tam đại quỷ hoàng vây quanh Âm ngục quỷ giới cùng vạn ác quỷ giới tạm thời trầm mặc Nếu như chủ nhân Ô Không tiếc cái giá Giải phòng đồ vây bắt Hẳn là có hy vọng sống phá các chủ nhân huyết hà Cũng có thể kích thích đến âm ngục quỷ giới Cùng vạn ác quỷ giới lựa chọn lần nữa Nhưng chủ nhân Udo biết sao Người khống chế tử vong hắn trưởng khống hắc ám Các ngươi đều là quỷ hoàng cổ xưa nhất Cũng là quỷ hoàng mạnh nhất Nhưng hắn một mực khuất tại thứ hai Lần này có lẽ có cơ hội có thể đăng lâm đầu tiên Giọng khương nghị thanh liệt quanh quẩn Tại hoàng giã mênh mông truyền vào phong đô quỷ thành nguy nga Trừ phi người có thể cho phép đế quân giáng lâm phong đô Nhưng người sẽ làm sao Dịch thiên thần chiều chính là vết xe đổ Người thả bọn họ tiến đến Tất thành tội nhân địa ngục Nếu như người không mời đế quân Thì sẽ không phá nổi cục này Người trốn ở phong đô không giết chết được ta Người rời khỏi phong đô càng không giết chết được ta Nhưng các thánh hoàng của ta Đang lần lượt đột phá thần linh Sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh Chỉ cần người dám rời khỏi chúng ta Có thể để cho người có đi không về Cho nên nói chuyện chỉ hai chúng ta không lâu sau đó Khương Nghị nghìn kết liệt diễm gánh chịu lấy ý thức dáng lầm đến. Phía trước phong đô quỷ thành nguy nga như thiên nhạc, chờ đợi phong đô quỷ hoàng đáp lại. Nếu như có thể bàn bạc đương nhiên là một điều tốt. Nếu như không thể vậy cũng chỉ có thể khai chiến mà thôi. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là phong đô quỷ hoàng lại hiện ra rất nhanh. Nhưng cũng không có tự mình xuất hiện, cũng là chia ra quỷ ảnh xuất hiện ở bên ngoài phong đô tường thành. Khương Nghị nói, Tù là tạo phản đã trái với quy củ cũng là khiêu khích địa vị của ngươi, ngươi cần làm ra trừng trị ta có thể hiểu được. Nhưng thường huyền cùng U Minh khai chiến được lợi chỉ có thể là đế tộc. Ta đây có một đề nghị, lập tức có thể duy trì mặt mũi của ngươi, cũng không để U Minh bị đế tộc lợi dụng còn có thể để cho ta hài lòng. Người nói ta nghe một chút. Tù La chịu chết lấy đó trừng trị cho sinh tử lưỡng giới một cái công đạo. Quá trình cụ thể do phong đô đánh tan chúng ta, lao thẳng đến sâm la quỷ giới, người tự mình xử tử tù la và mấy triệu quỷ tộc. Sau đó thì sao? Người khống chế u minh sinh từ bộ có thể quyết định sống cùng chết của quỷ tộc địa ngục, cũng chính là vĩnh viễn tiêu vong hoặc trùng nhập luân hồi. Ta muốn người thả tù la và mấy triệu chiến binh trùng phó luân hồi chuyển thế làm người. Cửu nghị ý thức nói xong, Nhưng khương nghị ở phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm có chút kéo căng thân thể. Đây chính là mục đích thật sự trước đó hắn đề nghị vây khốn phong đô. Nhưng nói là đề nghị thì nói đúng hơn là cầu nguyện Đây là cầu nguyện sâu nhất hiện nay của hắn Hắn muốn Tù La được sống Tù La khế ước với tam đại quỷ hoàng không thể nào lại phó vào luân hồi Nếu như vạch trừ từ bên trên sinh từ bộ chỉ có thể vĩnh viễn tiêu vong Chỉ cần hắn có thể luân hồi trùng sinh Ta thiếu người một ân tình lớn nếu như hắn tiêu vong Ta coi như là người tự tay giết hắn Từ đây về sau ta cùng phong đô quỷ thành người không chết không thôi Hắn là huynh đệ của ta Không có hắn Đã không có ta tái sinh Không có hắn cũng không có thường huyền bây giờ Người hẳn là rất rõ ràng Ta có thể vì hắn triệt để hủy phong đô quỷ thanh của ngươi Dạo Khương Nghị xuyên thấu qua ý thức rõ ràng truyền lại cho quỷ ảnh trước mặt Không phải là ta đang uy hiếp ngươi Chỉ là đang cung cấp cho người một lựa chọn chính xác Người cùng ta diễn cảnh này Tức có thể tránh khỏi Bị đế tộc uy hiếp Cũng có thể tìm về mặt mũi cho phong đô quỷ hoàng ngươi Duy trì địa vị phong đô Người đưa huynh đệ ta chuyển thế trái sinh Ta càng thiếu ngươi một ân tình như trời Trong thời gian sau này Một ngày ta còn đều sẽ vĩnh viễn ghi khắc một lần này Quỷ ánh trầm mà không nói U quang bên trong cũng chỉ chậm rãi phiêu đáng Cơ nghị không xác định sinh từ bộ Có thể giải cứu tù là bây giờ hay không Chỉ là nghe theo đề nghị của đan hoàng Thử một lần xem sao Nhưng thời khắc này của ánh Trầm mặc không thể nghi ngờ là cho hắn lòng tớn to lớn, ngữ khí thoáng gấp rút, Người sống mấy trăm ngàn năm nhìn thấu thế sự Cục diện trước mắt không cần ta lại nói nhiều Bây giờ cho ta một câu trả lời chắc chắn Phong đô quỷ hoàng vẫn trầm mặc Diễn kịch sao Đề nghị này lại là ngoài ý liệu Mặc dù hơi có chút hoang đường Nhưng suy nghĩ kỹ một chút Đúng là phương thức xử lý tốt nhất lúc này Vừa có thể tránh khỏi liều mạng tiêu hào lực lượng địa ngục Cũng có thể không nhận đế quân uy hiếp Càng có thể miệng cơ hội này một lần nữa Biểu hiện ra uy tín của phong đô Nhưng đưa tu la vào luân hồi sao Sinh tử bộ là pháp tắc toàn thư ngưng tụ ra dưới từ vòng pháp tắc trong phong đô quỷ thành Có thể phán quyết sinh cùng tử của toàn bộ sinh linh cùng tử linh Tại sinh tử lưỡng giới <laughs> Mặc dù sinh tử bộ từ xưa đến nay đều do phong đô quỷ hoàng khống chế Nhưng từ đầu đến cuối đều là bỏ mặc vận hành Từ trước tới giờ không cưỡng ép can thiệp Nếu không chính là can thiệp pháp tắc vận hành là cần bỏ ra cái giá khổng lồ Muốn can thiệp sinh linh cùng tử linh càng cường đại địa vị cùng ảnh hưởng tại sinh tử lưỡng giới càng nặng thì cái giá mà hắn trả ra cũng phải càng lớn tù là không chỉ là quỷ hoàng côn luôn, càng đã ký kết khế ước cùng tam đại quỷ hoàng muốn can thiệp sinh tử tương đương với muốn nửa cái mạng của hắn huống chi còn có mấy triệu chiến hồn kia phong đô quỷ hoàng kéo dài trầm mà cũng tiếp tục kích thích khương nghị chờ mong khương nghị tiếp tục nói ta tuyệt đối sẽ không cho phép người giết chết tù la mà nếu quả thật như tù la thực sự tiếp tục tồn tại tại địa ngục Vậy thì sẽ khế ước càng nhiều quỷ hoàng Ví dụ như lần này vạn oát quỷ hoàng Âm ngục quỷ hoàng đi theo hắn trình chiến thương huyền Đến lúc đó uy lực khống chế ngũ đại quỷ hoàng của Tu La Sẽ là người đầu tiên khiêu chiến địa vị phong đô của người lớn nhất Tu La cũng có thể bằng vào thực lực của hắn liên minh cùng ngũ hoàng Trở thành quỷ hoàng có lực ảnh hưởng lớn nhất tại U Minh địa ngục này Trăm ngàn năm sau quý tộc địa ngục Nhất lên chủ nhân U Minh Đầu tiên nghĩ đến sợ rằng sẽ là hắn mà không phải là ngươi Phong đô quỷ hoàng thản nhiên đáp lại hắn coi như mạnh hơn cũng mạnh không qua được từ vòng pháp tắc ngũ đại quỷ hoàng mặc dù không bằng ngươi nhưng cũng không có mạnh yếu chênh lệch tuyệt đối hắn tập kết uy lực ngũ đại quỷ hoàng đủ để chấn áp ngươi chỉ ít tại tâm lý tất cả quỷ tộc nhất định là như vậy người muốn chứng minh mình vậy thì phải khiếu chiến tu la đến lúc đó người thắng thì thôi nếu như thua tôn danh chủ nhân U mình sẽ vĩnh viễn rơi xuống trên đầu tu la cho dù là các người khó phần thắng bại cũng là tu la thắng mong muốn đơn giản mà thôi hắn có thể khế ước tam đại quỷ hoàng đã là cực hạn nếu như còn muốn khế ước càng nhiều không nói trước vạn ác quỷ hoàng cùng âm ngục quỷ hoàng có nguyện ý hay không bọn huyết hà quỷ hoàng đều tuyệt đối không cho phép bọn hắn cần chính là khống chế tù la mà không phải biến thành bị tù la khống chế cơ nghị biết lời vừa mới nói kia quá tươi đẹp dọa không được phong đồ quỷ hoàng nhưng vẫn tiếp tục người ấy sống mấy trăm ngàn năm ta làm người hai đời chúng ta đều thấy rõ tình thế phần rõ nặng nhẹ chuyện này giải quyết thích hợp nhất như thế nào ranh giới cuối cùng của người và ta lại đang ở đâu chúng ta đều có thể nhìn thấu phong đô quỷ hoàng yên lặng nhìn khương nghị hắn biết khương nghị là kẻ được trời chọn cũng biết khương nghị sẽ dùng hợp chư thiên lục táng hắn biết sắp bộc phát nguy cơ thật sự cũng biết khương nghị cùng nữ hài nhi kia sẽ lên trời mà chiến đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến hắn từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc chờ đợi thái độ của khương nghị cho nên cũng không chờ mặt còn có thể giết tù la đề nghị này quả thật là không tệ. Một hồi lâu sau, phong đô quý hoàng mới nói: sau khi giết chết tù la người lập tức rời khỏi u minh địa ngục tuyệt đối không được nhúng tay bất cứ chuyện gì của u minh. Cứ nghĩ ngược lại khẽ giật mình tiếp đó là cuồng hỉ, thật có thể làm được sao? Thật có thể cứ vớt tù la vào luân hồi, thật có thể phóng thích mấy triệu chiến hồn kia? Đây chỉ là cầu nguyện mà thôi, vậy mà lại trở thành sự thật. Phong đô quý hoàng thật sự đồng ý. Phong đô quý hoàng lạnh lùng nói. Không nói lời nào người còn có đề nghị khác ư Khương Nghị cưỡng ép hoàn hồn khống chế cảm xúc mà nói Hành giao nhưng người không được trừng trị năm vị quỷ hoàng kia Phong đồ quỷ hoàng nói Bọn hắn đồng ý ngủ say 3.000 năm ta sẽ không còn trừng trị Dưới sự kích động Khương Nghị đảm bảo nói Nếu như tù la thật sự có thể phục sinh ta thiếu người một nhân tình Nếu như mấy triệu quận tốt cũng có thể phục sinh ta lại thiếu người một nhân tình Ta sẽ thật hết mọi khả năng không không không, không phải người dùng hết khả năng mà nhất định phải có thể nếu như hắn chết, lại không có thể luân hồi, ta tất gian bằng phong đô quý thành của ngươi. Nếu như lúc ta yêu cầu nhân tình ngươi từ chối không trả, ta lấy sinh từ bộ nguyên rủa con dân thương huyền, người người 30 mà kết thúc. Mệnh huynh đệ của ta đổi nhân tình rất đáng tiền, ngươi thận trọng lấy dùng. Thật là Hồ Khương Nghị không có kích động như vậy, ngay cả thời điểm bình định thương huyền đều không có, đều khó tự đè xuống như thế. Bây giờ nói tới Thiệu Thành Duẫn, người giữ lại là kẻ gây họa giao cho ta. Phong Đô Quỳ Hoàng lại nói, cũng bởi vì nàng ta là kẻ gây họa ta mới muốn giữ lại. Có ý gì? Chính là ý như người nghĩ. Người sống mấy trăm ngàn năm hẳn nghe nói qua chư thiên lục táng của vĩnh hằng lục đạo ta nhất định phải bắt lấy nàng. Cũng bởi vì người cần, tại chỗ ta mà nói mới càng có giá trị. Người dám, không cần bàn bạc tới nàng ta, ta cho các người thời gian 10 ngày tìm tới Tu La nói rõ ràng tình huống, ta sẽ liên lạc các chủ nhân huyết hà tập hợp lại. Đảm bảo bọn hắn nguyện ý giải trừ khế ước, 10 ngày sau ta sẽ thống ngự phong đô quỷ thành khởi xướng phản kích. Tốt nhất các người nên làm đủ chuẩn bị, chúng ta tuyệt đối tận lực giết, chúng ta tuyệt đối không tận lực giết ai. Nhưng nếu như thực lực các người không đủ, cũng không được oán chúng ta. Nhắc nhở nàng cho ta thời điểm Tu La chịu chết. Nếu như nàng ta dám làm nhiễu thầm không, ta tuyệt đối không tha. Cường Nghị lưu lại cầu ngoan thoại khống chế liệt diễm đang muốn tàn ra bỗng nhiên lại hỏi. Thần hồn cầu diệt người có thể cứu sao? Thần hồn cầu diệt không vào luân hồi, không vào u minh ta cứu không được. Quỷ oanh nói xong cũng muốn tàn ra. Khoan đã, ta nói cứu không được. Bất luận sinh linh gì xuất sinh cuồng tiêu vong hẳn là đều đã lưu lại ấn ký trên sinh từ bộ. Đương nhiên, ta muốn xin người giúp ta tra một cái tên. Giúp ngươi, chúng ta chỉ là gặp mặt cứ như quen biết vậy rồi sao? Trở về chuẩn bị đi, 10 ngày sau chiến tranh khả năng so với người tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Quỳ ảnh nói xong cũng muốn một lần nữa biến mất. Khương Nghị, ý thức của Khương Nghị lại tiếp tục kéo lại. Ta vừa mới nhận được tin tức rất có thể sinh mệnh trăm vạn năm trước nào đó vẫn luôn còn sống. Đây cũng là vi phạm với sinh tử pháp tắc cũng là phòng đồ thất trách. Quỳ ảnh thoáng lại ngừng thực. Là ai? Màn hoàng đế tổ. Người từ nơi nào có được tin tức này? Thời gian khoảng quá lâu không biết người có có thể tra được hay không Màn hoàng đế tổ Hãy từ từ điều tra thêm nếu thật sự là hắn trăm vạn năm bất tử bất diệt khẳng định xính đến bí mật không giống như bình thường Thiên hậu cùng tần vị ương tụ tập lại một chỗ khi thì nhìn qua khương nghị Khi thì nhìn về phía hòa ảnh đang đàm phán phía dưới phong đô quỷ thành nơi xa Chờ đợi kết quả đàm phán Mặc dù phong đô quỷ thành đồng ý đàm phán nhưng bọn hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào cứ đồng ý dễ dàng như vậy sao? Đây chính là phong đô quỷ hoàng là chúa tể một nửa của U Minh địa ngục. Mặc dù ngoài miệng bọn hắn có thể nói là vây bắt phong đô có thể làm cho phong đô quỷ hoàng đi ra sẽ không trở về được nữa. Nhưng cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Kết quả phong đô quỷ hoàng lại gặp mặt Khương Nghị ở ngoài thành thật ư Hoặc là có quỷ kế gì hoặc chính là muốn đưa ra yêu cầu không an phận. Dù sao Tù La không chỉ là phá hủy quy củ sinh từ lưỡng giới càng gây dựng liên minh khiêu khích địa vị thống trị của phong đô quỳ hoàng nếu như cái này mà phong đô quỳ hoàng đều có thể nhịn từ nay về sau lại không còn uy tín để có thể nói chuyện được nữa nếu như u minh địa ngục không chừng trự tu la đế tộc sẽ càng phá hư uy danh quy củ tuyên chiến u minh bọn hắn yên lặng chờ đợi cũng thầy khương nghị lau vệt mồ hôi đây nhất định là trận đàm phán vô cùng gian nan đây chính là lão quỷ vật sống trăm ngàn năm thấy qua âm mưu còn nhiều hơn rõ bọn hắn thấy qua người. Khương Nghị mặc dù khôn khéo cay độc nhưng ở trước mặt đối phương vẫn còn kém chút hòa hầu. Nhưng hoàn thành. Khương Nghị trần thần đột nhiên lên tướng, đám người đồng loạt nhìn sang. Xong, xong rồi ư. Hải cốt toàn thân Khương Nghị giòn vàng linh hồn trở lại thần người. Người xong hay là hắn xong hay là chuyện chơi xong rồi. Thôn thiền mà hoàng nhịn không được mà nói. Nói xong rồi, phong đô quỳ hoàng đã đồng ý cứ nghĩ từ đầu đến chân đa phần đều là hư vô nhìn không ra thể hiện cụ thể nhưng dáng vẻ vung tay giờ cao vẫn lộ rõ ràng hắn đang kích động chờ một chút các người nói chuyện gì thiên hậu đều rất bất ngờ không phải gặp mặt trước tìm kiếm ranh giới cuối cùng lẫn nhau sau đó lại trở về thương lượng xem có thể tiếp nhận cái giá sao làm sao chỉ mới vài phút ngắn ngủi đã kết thúc rồi tù là cùng mấy triệu chiến hồn toàn bộ chịu chết ngũ đại quỷ hoàng toàn bộ ngủ say dùng cái này bảo toàn mặt mũi phòng đô quỷ hoàng cái gì Tần vị ương trừng mắt thành âm nhấc lên Đám người có chút giật mình Chịu chết ư Không phải muốn bảo trụ Tu La sao Nói xong lại cho bàn bạc chết rồi Tu La không giữ được nhất định phải chết Nhưng đàn hoàng cho ta một đề nghị Mượn cơ hội này để Tu La cùng mấy triệu chiến hồn luân hồi trùng sinh Cái gì Tần vị ương lại trừng lớn con mắt âm thanh nhấc lớn Nhưng không phải kinh ngạc cũng tức giận như trước đó Mà là chấn kinh cùng cuồng hỉ Đám người hai mặt nhìn nhau Tiếp đó là gắt gào tiếp cận Khương Nghị Luân hồi trùng sinh Tù la còn có thể trùng nhập luân hồi được sao Chẳng phải là nói tù la Có thể thoát khỏi u minh một lần nữa sống lại ư Cường nghị nói Đàn hoàng chỉ là đề nghị ta cũng không dám nói với các ngươi, Bởi vì tù la đã khế ước với ba vị quỷ hoàng Bình thường mà nói đã vĩnh viễn biến thành quỷ tộc Đánh mất cơ hội luân hồi Mà mặc dù phong đô khống chế sinh từ bộ Nhưng muốn để quỷ tộc trùng sinh khẳng định là khó khăn Huống chỉ lại là tu la cùng mấy triệu quỷ tộc như thế Ta không có bao nhiêu hy vọng Chỉ là muốn thử một chút không nghĩ tới Chồng nháy mắt đôi mắt tần vị ương nổi lên lệ quang ngạc nhiên nhìn Khương Nghị Hắn đã đồng ý sao Khương Nghị cũng nhẹ nhàng thở ra Đồng ý Tù là cùng mấy triệu chiến hồn Đồng loạt chịu chết Phòng đồ quỷ hoàng dùng sinh tử bộ đưa bọn hắn trùng vào luân hồi Khốn kiếp Đều như vậy còn có thể còn sống sao Thôn thiên ma hoàng đều cũng phải kinh hãi sinh tử bộ không chỉ có trưởng quản sinh tử người sống còn khống chế sinh tử quỷ tộc từ hướng này mà nói phòng đồ chủ nhân xác thực có quyền lợi đưa quỷ tộc luân hồi giới chủ như có điều suy nghĩ mà nói có thể sống có thể sống hắn còn có thể sống ư tần vị ương dùng sức mím chặt miệng nước mắt lại tràn mi mà ra hắn còn có điều kiện gì thiền hậu vừa mừng vừa sợ thiếu hắn hai nhân tình sau này hắn sẽ dùng Cường Nghị biết nhân tình này khẳng định cần bỏ ra cái giá khổng lồ để trả lại, nhưng chỉ cần tù la cùng mấy triệu chiến hồn có thể phục sinh cái gì hắn cũng đều nguyện ý. Nhân tình thì dễ nói, nhân tình thì dễ nói. Hồng Hoàng Thiền Long nhìn qua phong đô quỷ hoàng ở xa xa. Không hổ là chủ nhân U Minh, vậy mà lại có thể đưa tù la cùng mấy triệu chiến hồn trùng sinh được. Nếu như hắn có thể làm được thật nói rõ hắn khống chế sinh tử đã đạt đến trình độ chúng ta khó có thể hiểu được, cũng mang ý nghĩa hắn càng nguy hiểm hơn. Đông Hoàng như ảnh thì cảnh giác và hồi hộp. Đây nào chỉ là trợ giúp càng làm một loại chấn nhiếp ngay cả sinh tử quỷ tộc đều có thể khống chế. Chẳng phải là nói hắn khống chế sinh tử chúng ta lại càng dễ sao? Không hổ là siêu cấp quỷ hoàng sống mấy trăm ngàn năm. Đây là thỏa hiệp càng là chấn nhiếp. Cứ nghị lập tức vần phó nói. Lăng tuyệt, người mang vị ương tiến về xâm la quỷ giới, vị ương bất luận như thế nào cũng đều phải khuyên hắn tiếp nhận. Còn nữa, sau khi để hắn làm ra quyết định, mau chóng liên hệ chủ nhân huyết hà chủ nhân hoàng tuyền cùng chủ nhân luyện ngục thuyết phục giải trừ khế ước ta bồi tiếp đi qua thiên hậu hiểu rất rõ tù la mặc dù luân hồi trùng sinh là chuyện tốt nhưng ở thời khắc thế này để hắn luân hồi chắc chắn hắn không thuận theo mà ba vị quỷ hoàng kia cũng không phải người lương thiện bọn hắn khế ước tù la vì để khống chế tù la là mấu chốt để bọn hắn kết minh nếu như tù la muốn rời khỏi bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý Lăng tuyệt đưa vị ương đi xâm la quỷ giới lại cho thiên hậu đi u đô quỷ thành Cơ nghị nói xong lại nói với thiên hậu Cẩn thận 7 ngày sau Tần Vị Ương được Đông Hoàng Lăng Tuyệt hiệp trợ Tìm được xâm la quỷ giới tại thế giới tử vong mênh mông bát ngát Cũng gặp được Tù La đang tập trung hỏa lực bên ngoài quỷ giới Đông Hoàng Lăng Tuyệt như ngựa không dừng vó mang theo thiên hậu thẳng đến U Đô Mật hội chủ nhân huyết hà chủ nhân hoàng tuyền chủ nhân âm ngục Sau khi Tù La nghe xong Tần Vị Ương kích động giới thiệu Hắn lại quả quyết từ chối không chút suy nghĩ Mặc dù thường huyền đã bình định nhưng nguy cơ còn không kết thúc ta không thể nào rời khỏi U Minh vào lúc này. Tần vị ương biết hắn sẽ như vậy. Chàng làm rối loạn trật tự sinh tử lưỡng giới bất luận là phòng đô hay U Minh địa ngục đều cần cho bên ngoài một cái bàn giao. Chàng chịu chết lại luân hồi là phương án giải quyết tốt nhất. Hôn ảnh tu la vẫn vẹo thẳng tắp như núi nâng đào ngắm nhìn sầm la quỷ giới. Ta khế ước với tam đại quỷ hoàng không thể nào lại vào luân hồi phòng đô quỷ hoàng đang lừa các ngươi Hắn phần rõ nặng nhẹ không thể nào dùng lại chuyện này đi lừa bịp. Nhiều nhất 10 tháng chúng ta có thể kiểm tra thật giả tại Thương Huyền, mà thời gian 10 tháng đầy đủ để vạn thế chúng ta tái tạo 10 vị thần linh. Đến lúc đó phong đồ quỷ thành không chịu nổi lừa giận của chúng ta. Chàng đã vì ngày ấy vì vạn thế vì Thương Huyền đã làm đủ nhiều đừng lại cố chấp. Chúng ta đều hy vọng chàng có thể một lần nữa luân hồi. Trần Chính cảm nhận thắng lợi của chúng ta, chứng kiến cuộc chiến lên trời sau cung. Tu La trầm mà không nói đây đúng là vui mừng ngoài ý liệu. Nhưng hắn thấy chiến tranh thương huyền còn xa không có kết thúc Hắn luân hồi trùng sinh chẳng khác nào phế đi Ở lại nơi này ngược lại có thể phát huy ra tác dụng quan trọng Tần vị ương khẽ cắn môi nói Ngài ấy đã thay chàng quyết định chàng đi cũng phải đi Không đi cũng phải đi Chỉ trong mấy ngày phong đô sẽ khởi xướng tập kích giết tới nơi này Thiên hậu đã đi U đô quỷ thành sẽ thuyết phục tam đại quỷ hoàng giải trừ khế ước Đến lúc đó chàng cứ việc phối hợp chịu chết luân hồi Tù la vẫn nói đợi ta thêm 3 năm chấn thủ u minh tiếp viện bất cứ lúc nào thời gian 3 năm đầy đủ để hắn lên trời chứng đạo nếu bây giờ phong đô quỷ hoàng có thể để cho ta luân hồi sau này cũng có thể làm được tần vị ương đột nhiên thét lên đừng cố chấp phong đô quỷ hoàng không thể nào lại để cho chàng tiếp tục tồn tại 3 năm đế tộc càng không lại bỏ mặc chàng 3 năm chàng tồn tại ở đây một ngày chính là mục tiêu của u minh cùng đế tộc tô la cũng kiên định nói cũng bởi vì ta là mục tiêu của bọn hắn Ẩm mưu kế của bọn hắn mới có thể với tới ta, vừa vặn có thể tranh thủ cho vạn thế thời gian trình đốn. Tần vị ương muốn kéo tay tu la nhưng lại xuyên qua hồn ảnh vặn vẹo. Ta biết là chàng không muốn làm một người đứng xem. Ta biết chàng còn muốn tiếp tục chiến đấu còn muốn tự mình tham dự trận đại chiến này. Nhưng thế cục thay đổi để tộc không vào được thương huyền nhất định sẽ bắt chàng làm cục. Phòng đồ muốn duy trì địa vị càng cần sự tứ chàng. Nếu như chàng thật sự có cái gì ngoài ý muốn sẽ là đồng nhất vĩnh viễn trong lòng tất cả chúng ta thương huyền an định sứ mệnh của chàng đã hoàn thành luân hồi đi ta cầu xin chàng đấy được không ta cầu xin chàng chàng không cần nhắc về mình nhưng hãy suy nghĩ một chút vì ta suy nghĩ một chút vì mấy triệu huynh đệ phía sau chàng một trăm ngàn tướng sĩ tại thiền môn đều đã hy sinh ngay cả cơ hội luân hồi đều không có chẳng lẽ chàng để cho bọn hắn cũng táng diệt toàn bộ tại nơi này hồn thể tu la nổi lên gợn sóng nhìn lại mấy triệu chiến hồn ở sau lưng cuối cùng vẫn trầm mặc Ngày 15 tháng 4, phong đô quỷ hoàng trước sau yên lặng nửa tháng đột nhiên phát khởi phản kích. Phong đô quỷ thành rút cuộc cũng cho thấy được thực lực thật sự thức tỉnh toàn bộ số lượng lớn quỷ chủ đang yên lặng ở sâu trong quỷ thành. Số lượng còn lớn hơn những gì bên ngoài dự phán đối phong đô. Chấn động nhất chính là ba tôn tử thần. Tử thần là thẩm phán già sinh ra, ở bên trong tử vong pháp tắc phía dưới phong đô. Bọn chúng chính là hóa thân của cái chết cho nên không tồn tại hủy diệt cùng tiêu vong ngược lại có thể thẩm phán tất cả tồn tại của sinh cùng tử, sinh tử lưỡng giới. Bất luận là đệ nhất phong đô chủ nhân hay là phong đô chủ nhân bây giờ đều là tử thần biến đổi mà tới. Thực lực của bọn hắn khủng bố đến mức để cho người ta tuyệt vọng, nhất là tại U Minh địa ngục này. Cường nghị dắt tay thôn thiên ma hoàng cùng giới chủ ngành chiến phong đô chủ nhân. Nhưng phong đô quỷ hoàng là siêu thoát tại bán đế là tồn tại kinh khủng tới gần đế quần toàn diện bộc phát đã đè ép bọn người khương nghị liên tục bại lui tam đại tử thần thống ngự phong đô quỷ hoàng quỷ vương quỷ tướng đại sát đột biến liên tiếp đánh tàn hồng hoàng thiên long cổ thần thái âm ngọc thố cùng đông hoàng như ảnh trận đánh mặc dù nói là diễn kịch nhưng hai bên rõ ràng đều muốn thử thực lực của đối phương một chút mà trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng nếu như phong đồ phát giác được bọn người khương nghị không hề mạnh như tưởng tượng thật có khả năng đua giả làm thật giải quyết triệt để bọn người khương nghị mà nếu như Khương Nghị phát giác được phong đô không hề nguy hiểm như tưởng tượng thì cũng sẽ nhàn nhã một lần vất vả suốt đời. Giải quyết triệt để phong đô Cho nên hai bên từ lúc đầu bắt đầu chém giết đều đánh đến điên cuồng mà tàn mạo Vào ngày cuối tháng 4 trải qua đến nửa tháng chém giết đẫm máu. Phong đô chủ nhân cuồng chiến mấy chục vạn dặm rốt cuộc cũng đã tới sầm la quỷ giới. Tiền kỳ hai bên đánh cho hừng hực khí thế giết tới người chết ta sống. Ba tôn tử thần suýt chút nữa đã muốn giết bọn hồng hoàng thiền lòng thật vẫn là nhờ Đông Hoàng Như Ảnh khắp nơi chiếu cố miễn cưỡng duy trì ở cục diện bại mà không bại. Phong đô chủ nhân càng thị ra thực lực để bọn người Khương Nghị kiêng kỵ, ép Khương Nghị thôn thiền ma hoàng cùng giới chủ không thể không liều chết bộc phát. Cho đến khi Kiều Vô Hối cùng Ngô Chính quyền mang theo nhiều vị thánh hoàng giáng lâm địa ngục, cưỡng ép gia nhập chiến trường tử thần mấy miễn cưỡng khống chế được cục diện. Hai bên từ chém giết biến thành diễn kịch. Theo phong đô quỷ hoàng đến, sầm la quỷ giới cũng vẫn lên phản kích kịch liệt đối kháng biến thành hỗn chiến với quy mô lớn linh hồn khương nghị cùng phong đô quỷ chủ đều rời khỏi chân thần tìm được tu la tần vị ương gật đầu với bọn người khương nghị miễn cưỡng xem như thuyết phục xong mấy triệu hình đệ của ta đều có thể luân hồi tu la cần phong đô quỷ hoàng cho ra đáp án chính xác bọn hắn thì dễ nhưng số lượng quá lớn khó tránh khỏi sẽ có chút ngoài ý muốn ta không thể nào cam đoan toàn bộ chỉ có thể cam đoan bộ phận lớn còn người tốt nhất mời vị truyền thừa giả Bất tử bất diệt kia độ dẫn từ luân hồi Sau khi ta luân hồi bọn hắn có thể tìm tới ta được sao Tù la càng nói tiếp nhận Không bằng nói là thỏa hiệp Hắn là cuồng nhân chiến tranh trời sinh Là chiến mà sinh là chiến mà chết Đột nhiên phải rời khỏi lôi đài cuối cùng Trước khi quyết chiến thật sự là không thể cam tâm Nhưng rời khỏi lôi đài cũng không thể rời khỏi lôi tràng Hắn muốn đứng tại đoạn trước nhất Trong thính phòng Làm người chứng kiến cho nên bọn người khương nghị nhất định phải tìm tới hắn đưa hắn đến thương huyền đưa đến thượng thương phong đô quỷ hoàng lạnh lùng nói ta có thể đưa người vào luân hồi không có nghĩa là ta còn có thể tìm mẫu thai cho ngươi khương nghị cũng nói ta nhất định phải xác định nơi hắn sinh ra không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ta có thể đưa bọn hắn vào luân hồi đã là trái với tử vong đại đạo người khẳng định có biện pháp ta không có biện pháp nào đều đã đến bước này ngươi không kém một chút ấn huệ sau cùng ứng cường nghệ tận lực để ân huệ cũng coi là hàm xúc biểu thị lại thiếu một cái nhân tình phong đô quỷ hoàng trầm mặc thật lâu mà nói bất tử bất diệt truyền thừa có thể cảm nhận ký ức tất cả vong hồn trong cửu u thâm không coi như thời điểm ta đưa bọn hắn vào luân hồi để người thừa kế ở kia ngủ say tại thâm không thông qua ký ức tìm kiếm bọn hắn tiểu ký bọn hắn duy trì bọn hắn một ít ký ức những việc ta thì có thể làm được chỉ như vậy trực tiếp khóa chặt nơi sinh hoàn toàn không thể nào còn nữa ta phải nhắc nhở các ngươi, nghịch chuyển sinh tử đã là tối kỵ tuyệt đối không thể lại can thiệp luân hồi. Nếu như các ngươi làm quá phận sẽ chỉ hại hắn. Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chính cách ngươi phải gánh chịu trách nhiệm. Chờ thiên hậu đến thì bắt đầu. Khương Nghị nhìn Tù La trong lòng không khỏi chút khẩn trương nếu quả thật có ngoài ý muốn thì sao? Tu La quả thật không cam lòng nhưng có thể hắn đã hiểu Khương Nghị có ý tốt của bọn hắn. Huống chi Hắn có thể không cẩn nhắc vì mình Nhưng cũng phải cẩn nhắc vì mấy triệu chiến hồn phía sau Bọn hắn đã bỏ ra rất rất nhiều rồi Cương nghị trân trọng cam đoan Kiếp trước là huynh đệ Kiếp sau vẫn là huynh đệ Sau 10 tháng bất luận ở chân trời góc bề nào Ta nhất định tìm đến ngươi. Tu la chỉ là gật gật đầu Không cần phải nhiều lời Với hắn mà nói giờ khắc này có bao nhiêu cô đơn cùng bất đắc dĩ Cương nghị hiểu tù la Nhưng hắn không thể Lại để cho tù la đưa thân vào trong nguy hiểm nếu quả thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn nửa đời sau hắn đều không thể tha thứ cho chính mình cường nghị hít sâu một hơi hướng mấy triệu chiến hồn nắm tay kích ngực hùng hồn hồ vang vọng trên chiến trường vạn thế vĩnh viễn không bao giờ quên những gì các ngươi bỏ ra những gì các ngươi cống hiến các tướng sĩ của ta các con dân vạn thế thần triều chúng ta kiếp sau lại tụ họp ta tại thương huyền ta tại vạn thế chờ các ngươi trở về mấy triệu chiến hồn lần lượt tụ lại sắp hàng chỉnh tề lên tiếng hô to Sinh là người của vạn thế, chết là quý vạn thế, luân hồi tái sinh, tất tề tụ vạn thế. Là vì thương huyền mà chiến, là vì vạn thế mà chiến. Là ngô hoàng, là vạn thế thần triều, định vạn cổ thái bình. Cứ nghị cuồn cuộn cảm xúc dùng sức nắm tay. Tù là nhận xúc động hồn âm cuồn cuộn vang vọng chiến trường. Các huynh đệ kiếp sau lại tụ họp. Ta ở tại thương huyền chờ các ngươi trở về. Hết tập thứ 418.